Chào Phạm Thị Vân, chào Doan Phạm. Chào ở nhà. Hello Lê Minh Quang, chào tỷ VP. Chào Dương Huyền. Chào Lê Minh Quang, chào Quỳnh Phạm. Chuyên mục chào hỏi bắt đầu một chút, sau đó mình bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay nhá. Chào Mai Nguyễn. Chào Nhật, hello. Chào Phạm Ngọc Lan. Ta nghe hết bài này rồi mình bắt đầu học nhá. Chào Trần Minh, chào Hương Phạm. Hello cả nhà, 50 bạn theo dõi rồi. Các em giúp thầy xe về tường xong rồi xe vào trong tất cả các nhóm mà các em làm thành viên nhá. Hello, chào Nguyễn Văn Sang, chào em. Chào ở nhà. Chào Nguyễn Thị Mỹ Linh. Các em xe là nhanh về tường giúp thầy xong rồi tắt tất cả các bạn của em vào trong video live stream rồi nhá. Ai khóc nỗi đau này. Chào Phương Hoàng, hello. Hôm nay là mình sẽ làm tiếp cái phần tiếp theo ở trong sách của thầy, là phần chia dạng tiếp theo. Phần bài tập chia dạng saccharose và maltose. Thì thầy sợ là các em không nhìn rõ. Đây là sách này, là sách thầy chuẩn bị xuất bản. Thầy sợ các em không nhìn rõ nên là thầy có in bản to hơn ra cái tờ đề này cho các em nhá. Đó thì hôm nay mình làm trên tờ đề này, saccharose và maltose. Đề này hôm nay mình có khá nhiều câu hỏi nên là chúng ta chú ý chúng ta làm xong chúng ta mới nghỉ nhá. Cố gắng chiến đấu hết sức vì màu cờ. Chào Vũ Hồng Tuấn, chào. Các em giúp thầy xe lại về tường xong rồi tắt tất cả các bạn của em vào trong video live stream này nhá. Nhớ là xe lại video live stream về tường vào trong tất cả các nhóm các em làm thành viên xong tắt tất cả các bạn của em vào trong video live stream này giúp thầy. Hello, chào Nguyễn Thị Minh Linh. Sắp tới thầy chuẩn bị xuất bản một cuốn sách cực kỳ hay. Bao nhiêu bạn ủng hộ thầy đi chấm cái để thầy biết nhỉ? Bao nhiêu bạn muốn có cái cuốn sách cực kỳ hay đấy? Đây, cuốn sách này đây là phiên bản thầy in thử. Còn sắp tới thầy sẽ có phiên bản cực kỳ xịn, cực kỳ hịn cho các em. Chào Vũ Hồng Tuấn Trọng, chào em, chào Nguyễn Bá Thanh Minh. Hello. Chào cả nhà. Chào An An. Hello, chào tất cả các bạn của các em. Các em giúp thầy share lên trên nhóm cũng như vào cho tất cả các cái thành viên các em nhé, để được đủ 100 bạn thì mình bắt đầu nhá. Các em nhớ xe là giúp thầy được 100 bạn thì mình bắt đầu. Nhớ xe thật nhanh, xe vào trong tất cả các nhóm mà các em làm thành viên nhá. Hello, chào Lưu Huy Hành, chào Hương Phạm. Nhớ là để cho buổi live stream, chào Quang Hiếu, để buổi live stream thật là khủng thì các em nhớ là comment đáp án thật mạnh xuống dưới này. Ở đây thầy dạy chúng ta đến bài chia dạng bài số 2, carbon, saccharose và maltose. Buổi sau mình sang phần tinh bột và sen. Ôi sao lượt xe thấp nhỉ, em bây giờ mới có 17 xe thế nào các em. Xe yếu quá nhỉ. Chấm cái xong rồi xe mạnh mẽ nào, chào nội bộ. Hello cả nhà. Các em giúp thầy tắt tất cả các bạn của em vào trong video live stream này của thầy xong rồi mình cùng chiến. Mình cùng chiến tối ngày hôm nay. Mình cùng chiến tối ngày hôm nay. 81 bạn rồi, cố gắng lên các em, xe thật mạnh lên, còn 20 bạn nữa rồi mình sẽ bắt đầu buổi live stream tối ngày hôm nay. Xe còn 2 bạn nữa thôi, chào Quang Hiếu. Chào mở miệng quá nhỉ. Hello, chào cả nhà. Chào Nguyễn Huỳnh Ngọc, Ngọc Diệp, hello. Chào các em. Thầy Minh Myelin này. Thanh niên, các bạn trong lớp live VIP của thầy giúp thầy share vào trong nhóm live VIP giúp thầy nhé. Chào Trần Văn Thống. Các thanh niên lớp live VIP giúp thầy share vào trong nhóm lớp live VIP giúp thầy với. Các thanh niên live VIP đâu rồi? Chào Nguyễn Quỳnh Hương. Có nhớ Nguyễn Quỳnh Hương. Nhớ chứ, sao không nhớ được. Chào nội bộ, xe ok, đúng rồi, thank you. Thank you các em. Nhớ xe mạnh mẽ vào nhá, để làm sao cho tất cả các bạn cùng được biết đến thầy, để mà từ đó chúng ta cùng có thể học giỏi bộ môn hóa học hơn. Chào Trần Thảo Nguyên, mình chuẩn bị tinh thần bắt đầu nhá.
chấm cái rồi xe mạnh mẽ rồi bắt đầu bài câu đầu tiên à. Chấm cái xe mạnh mẽ rồi bắt đầu câu đầu tiên à. Chúng ta sẽ học khá là chậm ở trong cái phần chương này. Chúng ta sẽ học khá là chậm ở trong cái phần chương này. Chào Đào Đình Lê Trương, hello em. Chào Phạm Thanh Phúc. Các em sẵn sàng chưa? Chào Nguyễn Đức Anh. Các thanh niên nào sẵn sàng rồi thì chấm cái nào rồi mình bắt đầu sẵn sàng à. Chuẩn bị chiến nhá. Chiến chưa các em? Học coi, bắt đầu mình học đây. Hello. Nào chúng ta cùng cày buổi ngày hôm nay, là các em cùng comment cho thầy câu 41. Hôm nay mình là chia dạng xác man. Câu 41 đáp án gì nhỉ? Cùng comment đáp án câu 41 xem nào. Đường xác thuộc loại xác grid nào? Thế thì ở đây thầy cần phải giảng giải cho các em hiểu một chút. Thì bọn là polysaccharide ấy, à bọn là carbohydrate thì được chia thành thứ nhất là monosaccharide. Thì nó bao gồm là glucose và fructose nha. Còn thứ hai là bọn disaccharide thì nó bao gồm là saccharose và maltose. Thế vậy suy ra là đường saccharide thì thuộc loại saccharide nào, thì đường saccharide thuộc loại disaccharide. Ngoài ra thì nó còn là gì nữa? Còn bọn polysaccharide thì nó bao gồm tinh bột và cellulose. Đấy. Thế thì cái phần này thầy đã nói rất kỹ ở trong cái quyển sách của thầy rồi. Sách của thầy làm cực kỳ kỹ cho các em trong quyển sách, ngay đầu quyển sách thầy có nói cái vấn đề này. Đây các em để ý này. Các bạn có sách để ý này. Ngay đầu quyển sách thầy có này. Monosaccharide này, gồm cả glucose này, disaccharide này. Thủy phân ra hai phân tử monosaccharide gồm sắc và man này. Polysaccharide này gồm tinh bột và sen, nhìn chưa? Đấy, đấy là ở trong quyển sách này. Thanh niên này chưa xem thì xem lại về tường thật nhanh nhá. Sau đó mình sang câu 42 nè. Câu 42. Thế thì để nắm được là sắc và man như thế nào ấy, thì em cần ghi được cái lý thuyết căn bản. Thế ở trong này thì có cái lý thuyết căn bản cho các em đây. Đây là lý thuyết về sắc, các em chú ý nhá. Đây, lý thuyết về sắc này. Sắc đường kính thì các em ghi lại nhá. Saccharose là chất rắn này. Tinh thể không màu này. Đây, đầu tiên là rắn không màu, tan nhiều trong nước, đặc biệt là trong nước nóng. Ok chưa? Thứ hai là xác có nhiều trong cây mía, củ cải đường, hoa thốt nốt nên còn được gọi là đường mía, đường củ cải đường và đường thốt nốt. Cấu trúc của xác anh em cần nhớ cho thầy là gồm gốc alpha glucose. Đúng chưa? Và gốc beta fructose. Được chưa? Không có nhóm OH hemiacetan nên không có khả năng mở vòng, nên là không có nhóm chức chó. Nó không có nhóm chức chó thì cái nhóm chức chó của nó bị thay thế bởi nhóm chức ceton. Công thức của xác là C12H2O11. Được chưa? Xác có phản ứng với COH hai lần để tạo thành dung dịch phức màu xanh lam đây này. Có phản ứng thủy phân thì xác tạo thành glu và fruc. Do không có nhóm chức chó nên xác không phản ứng với lại dung dịch brom cũng như AgNO3 trong NH3 hay là COH hai lần. Nhá. Đấy, đây là chú ý về xác. Thế tương tự mình có này. Thế ngoài ra mình có là ứng dụng của xác để tinh chế được. Được chưa? Các em cần nắm vậy thôi. Xác đằng man. Man này các em nắm cho thầy này. Cấu trúc phân tử của man, man công thức là C12H2O11 này, là đồng phân của xác này. Được chưa? Được cấu tạo bởi hai gốc alpha hoặc beta của glucose này. Được chưa? Mà trong man chúng ta có nhóm chó, bởi vì man có nhóm chó và có nhóm OH đa kề nên tính chất của man nó sẽ gần tương đồng với thằng glucose. Được chưa? Tính chất của ancol trước đấy. Được chưa? Tính chất của anhít và phản ứng thủy phân. Đấy, tương tự xác nhưng có chó nên có phản ứng trắng gương này, mất máu dính nước brom này, COH hai lần trong OH- này. Điều chế thì thủy phân tinh bột nhờ xúc tác enzyme amylase có trong mầm lúa mạch. Thì là sao? Được chưa? Thầy like phần glu và fructose vào buổi trước rồi em. Vào buổi trước rồi ý Hồng Nhung ạ. Thầy vẫn còn lưu ở file ở trên tường đấy. Đấy vừa rồi là tóm tắt toàn bộ tính chất của xác và man. Các em học các em chỉ cần nắm vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục này. Câu 42 các em comment cho thầy xem đáp án câu 42 là đáp án gì. Là các thanh niên comment cho thầy xem đáp án câu 42 là đáp án gì. Đấy thì vừa rồi là thầy hướng dẫn cho các em là cái sách của chúng ta. Được chưa? Nào khẩn trương à. 42 đáp án gì nào cả nhà? Thanh niên nào chưa xe lại vừa về tường chấm cái xe lại về tường thật nhanh nhá. Chào Khánh Nguyễn. Câu 42. Dung dịch xác tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng dưới khát 4 lại có thể cho phản ứng trắng gương là do gì? Chúng ta nhớ rằng là một thằng xác thì nó thủy phân trong môi trường H cộng ra thằng một thằng glucose và một thằng fructose. Đúng chưa? Nên là có phản ứng trắng gương là do thằng glu và thằng fructose đều có khả năng phản ứng trắng gương.
Được chưa? Nên là không phải là có sự tạo thành anhydride là sai đâu nhá. Được chưa? Sacrose bị thủy phân tạo thành glue và phờ rúc nên nó có trắng gương. Đáp án đúng của mình là đáp án B. Ly à, ly xe về tường xong rồi tát tất cả các bạn ở trường Đông Thủy Anh vào giúp thầy nhá. Hello cả nhà. Xin chào cả nhà. À, các em có hiểu không nhỉ? Vừa nãy thầy nói tóm tắt lý thuyết đấy, bạn nào mà thông minh, bạn nào mà khôn thì xe lại về tường xong rồi là lấy vở ghi lại nhá. Lấy vở ghi lại. Mình có sang câu tiếp theo, câu 43 nào. Các em comment câu 43 này. 43 đáp án gì? Khi thủy phân sacrose thì thu được cái gì? Khi thủy phân sacrose thì thu được cái gì nhỉ? Đây chúng ta vừa viết phương trình xong đây, thầy vừa viết bên trên. Một sac thủy phân tạo thành một glu và cộng một phrup. Vậy khi thủy phân sacrose thì mình thu được glucose và fructose, đúng chưa? Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B, bỏ. B bỏ, 43 đáp án B. Câu 44 nào, thầy chữa cực kỳ chậm cho các em để các em cùng hiểu đấy. Những bạn nào mà chưa xe thì xe thật nhanh lại về tường nhá. À, Dương Huyền, hello Dương Huyền. Câu 44, sac và glu đều có cái gì nhỉ? Sac và glu đều có cái gì? À, thế chúng ta chú ý này. Ờ, cái điểm chung của sac và glu thì đều có nhóm OH đa kề. OH đa và kề. Do nó đều có nhóm OH đa kề nên nó đều có khả năng tác dụng với CuOH 2 lần. Ở điều kiện thường, ở điều kiện thường để tạo thành dung dịch máu xanh lam. Để tạo thành dung dịch màu xanh lam. Nhớ nhá. Bởi vì nó có OH đa kề nên nó đều có khả năng tác dụng với lại CuOH 2 lần để điều kiện thường tạo thành dung dịch màu xanh lam. Sac là không tác dụng AgNO3 trong NH3 nên loại đáp án A đi. Đúng chưa? Phản ứng với NaCl là cả hai thằng đều không phản ứng. Đúng chưa? Phản ứng dung dịch CuOH 2 lần để tạo thành dung dịch ở điều kiện thường tạo dung dịch màu xanh lam. Cái này đúng đúng không? Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Ok. Câu số 45 xem nào. À, cho biết chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide thì như vừa nãy thầy vừa phân tích với các em xong đúng không? Thanh niên nào chưa xe chấm thật chấm một cái xe mạnh mẽ này về tường nhá. Độ xe này yếu thế. Nào mình có nào. Câu 45 chắc các bạn vẫn còn chưa thích học cho lắm đúng không? Vẫn đang nghỉ hè đúng không? Đấy, nhưng mà tất cả các lớp offline và lớp online của thầy bây giờ đã gặp gần như xong hết trường carbohydrate rồi đấy. Các em hãy cẩn thận. Câu 45 cho biết chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide. Polysaccharide thì nó gồm hai thằng thôi, là thằng sen và thằng tinh bột. Thằng sen và thằng tinh bột. Thế vậy ở đây thuộc loại polysaccharide thì chắc chắn chúng ta là đáp án D, cellulose nhá. Ok. Mình sang câu tiếp theo, câu số 46. Hello Dương Huyền, Dương Huyền comment rất là đúng, rất tốt. Dương bạn Dương Huyền là bạn nữ rất là xinh gái ở trong nhóm live VIP của thầy. Quê Nam Định nhá. Câu 46. Điểm giống nhau giữa glucose và sacrose là, như thầy vừa nói cho các em biết thì điểm giống nhau và glu và sac là đều có OH đa kề. Thế đều có OH đa kề thì đều có củ cải đường là sai. Glucose thì có ở bên trong cái gì nhỉ? Glucose thì có ở bên trong quả nho đúng không? Sacrose thì có trong mía đường, thốt nốt, củ cải đường. Nên đều có trong củ cải đường là sai. Đều hòa tan CuOH 2 lần ở nhiệt độ thường cho dịch màu xanh lam là đúng. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C nhá các em. Mình tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 47. Hello Phạm Thị Tâm. Đấy, Tâm bây giờ vào học đấy. Tâm ơi, Tâm xe vào trong nhóm live VIP giúp thầy nhá. Xe vào trong nhóm live VIP để cho các bạn cùng học bài giúp thầy nhá. Những thanh niên nào muốn đăng ký lớp live VIP thì hoàn toàn inbox cho thầy để các em cùng được tham gia lớp live VIP nhá. Câu 47, câu 47 là một câu cực kỳ hay. Hello Dũng Đình Nguyễn, tối nay hơi bị yếu nhỉ. Các thanh niên nào chưa xe lại thầy, xe lại video live stream về tường nhá, comment đáp án mạnh mẽ lên. Phạm Lý Vân đúng rồi này, Đặng Trai đúng rồi này. Carbohydrate Z. Tham gia chuyển hóa. Thứ nhất là dung dịch màu xanh lam thì thằng nào cũng được, trừ thằng sen và thằng tinh bột. Nhưng kết tủa đỏ gạch. Đấy. Và chú ý đề bài nó là không thể là chất nào. Không thể là chất nào. Đấy chưa? Gạch chân từ không thể là chất nào. Thế vậy ở đây mình có này. Glucose. Glucose thì CuOH 2 lần cho dung dịch màu xanh lam mà có kết tủa đỏ gạch được. Fructose cũng tương tự như vậy, bởi vì các em chú ý này. Fructose ở chúng ta nhé, trong môi trường kiềm, đây CuOH 2 lần này trong môi trường kiềm thì fructose chuyển hóa thành glu. Do fructose chuyển hóa thành glu nên là nó có thể cho dung dịch màu xanh lam này. Và lúc này là glu thì cho kết tủa đỏ gạch là đúng rồi. Vậy chỉ không cho kết tủa đỏ gạch kể cả trong mọi môi trường ấy thì nó chỉ có thể là thằng nào thôi nhỉ các em nhỉ? Nó chỉ có thể là thằng sacrose. Sacrose là không thể cho kết tủa đỏ gạch được, trong môi trường nào cũng thế, đúng không? Wow. Chào Phạm Mắt Đức. Phạm Mắt Đức xe lại về tường chưa? Xe thật nhanh lại về tường giúp thầy nhá. Thanh niên nào chưa xe xe lại đấy. Câu 48 nào các em. 48 một comment đáp án nào. Hello Dương Huyền. Dương Huyền comment rất là đúng nhá. Nào, câu 48. Đấy, lớp offline lẫn lớp online của thầy. Chào Phạm Thanh Phúc, thầy thấy Phúc rồi. Hello. Phúc béo. Phúc mỡ. Câu 48, nhóm nào mà tất cả các chất đều tác dụng với dung dịch CuOH 2 lần? Phúc xe về tường chưa? Ở nhiệt độ phòng cho dung dịch màu xanh lam. Thế điều kiện mà tác dụng với CuOH 2 lần mà cho dung dịch màu xanh lam là OH đa và kề. Phần này lý thuyết cực kỳ hay nên các em cần chú ý. Thế giờ thầy viết cho các em nhá. Nhìn này, để mà có OH đa kề á thì chúng ta cần lưu ý này. Thứ nhất,
glycerol này. Đây. OH. OH. OH đúng đa kề chưa? Vậy thỏa mãn nhá. Glucose. 1 2 3 4 5 6. CHO. OH. 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 OH đa kề. Ok, thỏa mãn tiếp, đúng chưa? Anhydr acetic CH3 CHO. Không thể nào mà tác dụng với COH lần nhiệt độ phòng cho dịch xanh lam được. Vậy loại thằng này. Đúng chưa? Thế đây anh IB glycerol glucose ok. Fructose. Fructose. Fructose này 1 2 3 4 5 6 đúng không? OH 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 C nối đôi O. OH kem nhìn OH đa kề chưa? Nên chắc chắn là có. Chào Mạnh Đức. Không sao cả. Maltose cũng có OH đa kề. Đấy chưa? Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B. Thế đáp án C loại anh gì? Đáp án C là loại anh acetylen. Acetylen là anh này thì làm gì OH đa kề. Đúng chưa? Đáp án D thì là anhydr acetic nhá. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B. Rất tốt. Phạm Thị Tân chính xác, rất tốt. Rồi, tuyên dương bạn Phạm Thị Tâm. Thanh niên lớp live VIP của thầy. Nhớ live VIP của thầy, thầy sắp nhớ mặt gần hết rồi. Những bạn nào lớp live VIP đang học ở đây điểm danh chấm cái để thầy biết rồi. Các thanh niên live VIP chấm cái để biết. Live VIP thầy mạnh mẽ lắm. Nào. Có câu tiếp theo, câu 49. Câu 49 là một câu so sánh về độ ngọt của đường. Câu này rất nhiều bạn hay bị nhầm. Thực sự luôn. Câu này thầy nói thực tâm luôn là rất rất nhiều bạn hay bị nhầm. Trong đang theo dõi video live stream thầy, những bạn nào mà quên mất chữ xe thì xe lại về tường nhá. Bởi vì sau buổi live stream thầy sẽ ẩn. Hello Dương Huyền, đấy Dương Huyền thanh niên xinh gái. Nào tiếp tục nào. Chào Mộc Ly, Mộc Ly ơi. Chào Phan Thị Thanh Tuyền. Hello các em. Nào mình có câu 49 nào. Sắp xếp chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần. Thế thì chúng ta chú ý rằng là glucose là ngọt thanh, đúng chưa? Hay là ngọt mát? Ngọt thanh là ngọt mát. Saccharose là ngọt. Còn fructose là ngọt đậm. Vậy thì chắc chắn là cái thằng ngọt mát, ngọt thanh là thằng kém nhất. Em không chấm, mánh với Phạm Thị Tâm trận. Đúng chưa? Vậy là glucose nó phải là thằng thứ tự độ ngọt thấp nhất. Được chưa? Sau rồi đến thằng saccharose. Glu, sac, fruct. Đáp án đúng chúng ta đáp án à, ok. Các em có hiểu bài không nhỉ? Thầy giảng các em hiểu không? Bạn nào mà thầy giảng mà hiểu thì chấm cái để thầy biết nhá. Mình có tiếp tục câu tiếp theo, câu số 50. Câu số 50. Câu số 50. Câu số 50. Các thanh niên là chăm chỉ từ sớm thì các thanh niên đấy sẽ chiến thắng từ sớm. Học thầy ngay từ đầu thì luôn luôn có một lợi ích, đó là học chuẩn này, không bị chém gió này, trong khoảng thời gian ngắn làm được một lượng bài tập cực kỳ lớn này. Như vậy là rất là tốt cho các em. Các thanh niên đang theo dõi video livestream, thầy giúp thầy share video livestream này vào trong tường của em này, vào trong nhóm mà các em đang làm thành viên. Giúp cho thầy nhá. Tiếp tục mình có để cho cái việc mà thầy dạy cho thầy giúp cho tất cả các bạn mà yêu môn hóa hơn có thể đến được với tất cả mọi người. Hello, chào Đoàn Trần Nguyên. Nguyên ơi, em không hiểu thì em phải học từ đầu cơ em ạ. Em phải đọc sách giáo khoa trước cái buổi livestream của thầy thì em mới hiểu được nhá. Câu 50. Một dung dịch có các tính chất sau. Một dung dịch có các tính chất sau. Dung dịch đó là. Còn nếu mà ở trên lớp cô giáo chưa dạy đến thì chỉ có lớp live VIP của thầy có thể giúp được em thôi. Câu 50, một dung dịch có các tính chất tác dụng làm tan COH chào táo đỏ, làm tan COH hai lần cho phức đồng màu xanh lam. Làm tan COH hai lần cho phức đồng màu xanh lam à? Glu được, fruct được, sac được, man cũng được, đúng không? Thế nhưng mà tác dụng khử AgNO3 và COH hai lần khi đun nóng thì nó phải có nhóm chó. Glu được, đúng không? Sac không được. Bị thủy phân, gạch chân cho thầy từ bị thủy phân. Glu và fruct là monosaccharide không bị thủy phân, chào Ngô Thị Hồng Thắm. Vất, vậy đáp án chúng ta chỉ có thể là D, maltose. Chỉ có thể là D, maltose được em ạ. Nào, tiếp tục nha, sang câu tiếp theo, câu số 51. Câu tiếp theo, câu số 51. Ui, tối nay xe đuối nhỉ, mãi chưa lên được 100, dừng lại suốt mãi số 90. Hello Đoàn Trần Nguyên. Xe mạnh mẽ lên trong tác các bạn các em vào trong video live stream để sau để lên được hơn 100 nào. Để buổi sau thầy còn có động lực để thầy live stream cho các em nhiều hơn. Buổi tới mình sẽ live stream là tối thứ tư 20 giờ tối thứ tư các em nhá. Tối thứ tư mình chiến tiếp sen và tinh bột. Được chưa? Tối thứ tư mình chiến tiếp sen và tinh bột. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Bạn thanh niên nào nhớ rồi chấm cái nào. Thanh niên nào nhớ rồi chấm cái nào. Câu 51. Câu 51. Ở câu 51 này những câu hỏi cực kỳ thú vị. Ở câu 51 là những câu hỏi cực kỳ thú vị. Cho các dung dịch sau, số lượng dung dịch có thể hòa tan COH hai lần là. Cho các dung dịch sau, số lượng dung dịch có thể hòa tan. Ở đây yêu cầu chỉ là hòa tan thôi. Vậy để hòa tan COH hai lần. Hòa tan
COOH hai lần thì nó có điều kiện nhá. Thứ nhất là OH nó phải đa và kề. Thứ hai nó là axit. Axit cũng có thể hòa tan mà. Đúng chưa? Vậy mình có này. Saccharose OH đa kề một cháo. Glucose OH đa kề cháo thứ hai. Anhydride acetic là không hòa tan nhá. Maltose OH đa kề cháo thứ ba. Glycerol OH đa kề cháo thứ tư. Ethylene glycol này. OH. OH các em nhìn thấy chưa? OH đa kề cháo thứ 5, 1 2 3 4 5 metanol không. Vậy tổng cộng mình có 5 cháo. Đáp án đúng đáp án B. Thầy chữa cực kỳ chậm cho các em cũng có thể hiểu nhá. Câu 52. Câu 52 nè. Cho các dung dịch sau, số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương này. À thế thì điều kiện nhá. Các em phải nhớ cho thầy một điều là điều kiện để thực hiện phản ứng tráng gương. Điều kiện để thực hiện phản ứng tráng gương. Nhớ nốt lại. Đó là gì? Nó phải có nhóm chó hoặc nó có nhóm HCOOR phải. Chúng ta lưu ý, saccharose không có chó, vứt. Glucose có chó, lấy. Anhydride acetic là CH3 chó, lấy. Maltose có chó, lấy. Glycerol không có chó. Ethylene glycol vừa viết lúc nãy không có chó. Acetylene thì là có hydro linh động nhưng không có chó nên không có tráng gương, mặc dù có tác dụng AgNO3 trong NH3 nhưng không có tráng gương. Fructose trong môi trường kiềm chuyển hóa thành glucose có. Vậy mình gọi 1 2 3 4 cháu, đáp án đúng đáp án B. Bạn Võ thì lệ tính hoàn toàn chính xác, rất tốt. Anh Thi chính xác, rất tốt. Chúc mừng tất cả các bạn chọn đáp án B. Được chưa? Các em có hiểu không nhỉ? Cái này dễ hiểu mà, đúng không? Mình có sang câu tiếp theo. Câu số 53. Câu 53 này mới đặc biệt này. Chỉ dùng COOH 2 lần. 53 mới đặc biệt này. Chỉ dùng COOH 2 lần có thể nhận biết được nhóm chất nào sau đây? Các em chú ý là các chuỗi video live stream của thầy là các chuỗi video live stream không có chém gió. Chúng ta chỉ có tập trung vào học thôi. Mỗi buổi tối mình học 1 tiếng môn toán, 1 tiếng môn lý, 1 tiếng môn hóa là đủ bơi ra rồi. Làm sao có thể học liên tu thi một môn được như vậy, nó sẽ mất cân bằng về điểm số. Đúng chưa? Mình có câu 53. Chỉ dùng COOH 2 lần để phân biệt được nhóm chất nào sau đây? Chúng ta lưu ý, nếu mà thầy sử dụng COOH 2 lần vào thằng glycerol và glucose và fructose thì em nhìn nhá. COOH 2 lần điều kiện thường. Xanh lam. Đúng chưa? Đun nóng nhẹ lên. Không hiện tượng. Kết tủa đỏ gạch. Vậy không phân biệt được glu và fruc. Vì vậy nên mình loại đáp án A. Giả sử đáp án B. COOH 2 lần mà. Saccharose xanh lam, glucose xanh lam, maltose xanh lam. Nếu đun nóng nhẹ lên, saccharose không hiện tượng, glucose kết tủa đỏ gạch, maltose kết tủa đỏ gạch cũng không phân biệt được luôn. Vậy loại tiếp đáp án B. Tiếp tục sang đáp án C. Saccharose COOH 2 lần. Xanh lam, glucose xanh lam, anhydride acetic không hiện tượng. Vậy phân biệt được anhydride acetic đúng không? Đun nóng lên, saccharose không hiện tượng, glucose kết tủa đỏ gạch. Được chưa? Vậy nhận biết được hết. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Dương Huyền hoàn toàn chính xác, rất tốt. Đấy, Dương Huyền học lớp live VIP của thầy khác hẳn đúng không? Chăm chỉ lên là chiến thắng thôi em ạ. Không có gì phải sợ cả. Mình sang câu tiếp theo, câu số 54 nào. Câu số 54. Đấy, thanh niên là chưa hiểu, chưa nghe kỹ, chưa nghe rõ thì xe lại về tường nhá. Xe lại về tường thật nhanh để mà sang các buổi tới thôi, hoặc là ở trên lớp cô giáo dạy được. Cô giáo dạy đến đấy thì em có thể có tài liệu mà các em xem lại nhá. Chứ không là thầy ẩn đi là biến mất hút đấy. Câu 54. Sắc và glu đều cô giáo đều có cái điều gì? Câu 54 sắc và glu đều có điều gì? Chúng ta biết tí sắc và glu thì đều có nhóm OH đa kề. OH đa và kề. Chính vì vậy nên nó đều có khả năng phản ứng với COOH 2 lần trong ở nhiệt độ thường tạo nên dịch máu xanh lam. Đáp án đúng của mình là đáp án B. Bỏ. Ok chưa? Các em nhìn kỹ chưa? Đấy nhá. Thanh niên nào chưa xe thì phải xe thật nhanh đấy, chuẩn bị đến phần chia dạng rồi. Các em yên tâm là sang phần chia dạng là không có một ai chia dạng cho bọn em cả, mà chỉ có thầy Minh Miên chia dạng cho em thôi. Chuẩn bị này. Mình sang phần chia dạng dạng 3 này, từ từ đã, mình giải hết phần này đã. Câu 55 nào. Câu 55 đáp án gì nào? 55. Phạm Thị Tâm biến mất hút xong bây giờ lại quay trở lại. Chỉ dùng COOH 2 lần nhiệt độ thường khi đun nóng có thể nhận biết được tất cả các chất nào trong dãy sau đây. Thế các chúng ta cùng quan sát rồi này. Chúng ta cùng quan sát nhá, cùng comment đáp án theo ý nghĩ của em nhá. Câu 55 này. Nếu thầy sử dụng COOH 2 lần ở đây này. COOH 2 lần. Thì glucose xanh lam
glycerol xanh lam, anconitic không hiện tượng, acidic không hiện tượng, vậy chia thành hai nhóm. Một nhóm là hai thằng này cho dung dịch màu xanh lam này, OH đa kề này, hai này không hiện tượng này. Thế đun nóng nhẹ lên thì do glucose có nhóm chó nên cho ta kết tủa màu đỏ gạch. Glycerol không, anconitic không, acidic không, có kết tủa đỏ gạch bởi vì có nhóm chó. Vậy mình nhìn thấy là phân biệt được đúng không? Vậy là A được, nhưng từ từ ăn tô A. Thế sang đáp án B rồi. B. Các dung dịch ở đây thầy cũng sử dụng COOH hai lần nhá. Ở đây viết lại cho chúng ta glucose ai cũng biết rồi, anilin là C6H5NH2, methylformiate là HCOOCH3. Còn axit acetic thì đứa nào cũng biết rồi, CH3COOH. Ok chưa? Đấy, các em giúp thầy tác các bạn vào trong video livestream này nhá. COOH hai lần thì glucose cho chúng ta màu xanh lam, anilin không hiện tượng, methylformiate không hiện tượng, axit acetic thì cho ta thành dung dịch màu xanh thẫm, màu xanh nước, màu xanh da trời, là dung dịch của muối đồng. Vậy điều này chứng tỏ, hello Ly Hà xe về tường nhá. Vậy mình nhận biết được glucose và axit acetic. Nếu thầy đun nóng nhẹ lên thì các em chú ý này, anilin không hiện tượng, nhưng methylformiate là HCOCH3, nó có dạng này này, HC nối đôi O O CH3. Chúng ta nhìn thấy anh này có chó, CHO có chó nên nó lại có cái tủa đỏ gạch. Vậy là cũng nhận biết được hết. Vậy suy ra là cả A cả B đều nhận biết được. Vậy suy ra đáp án đúng của mình là đáp án D, tất cả đều đúng. Được chưa? Đáp án mình là đáp án D, tất cả đều đúng. Các em hiểu chưa nhỉ? Đấy, cái đặc biệt nhất là cái cho thằng methylformiate này thôi, nó cũng tác dụng với COOH hai lần nhiệt độ để cho chúng ta kết tủa màu đỏ gạch. Bạn nào chưa nắm được thì nhớ xe lại về tường nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 56 nào. Câu tiếp theo, câu số 56 nào. Các thanh niên có hiểu bài không nhỉ? Hiểu bài thì chấm cái để thầy biết nào. Hiểu bài thì chấm cái để thầy biết nào. Có 4 lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch. Đây, có 4 nhỏ lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch. Thì viết 4 dung dịch này ra. C2H5OH này, CH3COH này, COOH này, glucose này là C6H12O6 này, saccharose là C12H22O11 này. Được chưa? Thế vậy này, các em chú ý này. Phương pháp học là sao để nhận biết cả 4 dung dịch trên? Thế chúng ta nhìn nhá. Đầu tiên thứ A dùng quỳ tím này. Dùng quỳ thì nhận biết được CH3COOH có màu đỏ. Vậy ta chỉ còn C2H5OH này, C6H12O6 này và C12H22O11 này. Ui tắm á. Từ từ các bạn. Tắm cẩn thận không, bây giờ các bạn ấy nhìn trộm mất đấy. Nào mình có. Thế nhá, sau đó mình thầy dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 này. Dùng AgNO3 trong NH3 này thì chúng ta nhận biết được C6H12O6 cho ta kết tủa bạc. Đúng chưa? Vậy là mình còn hai thằng C2H5OH và C12H22O11. Thì với cái thằng C2H5OH này này thì ta thêm vài giọt H24 đun nhẹ. H24 đun nhẹ thì thằng này thủy phân để tạo thành glu và fructose đúng không? Glu fructose trắng AgNO3 trong NH3. Chứ còn thằng C5OH này không hiện tượng đó. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án A. Rất là dễ. Rất là dễ luôn. Đấy nhá, các em nhìn lại nhá. Dùng quỳ thì nhận biết được CH3COH, làm quỳ trở thành màu đỏ nhá. Tiếp tục là dùng AgNO3 trong NH3 thì nhận biết được C6H12O6, đúng cho ta kết tủa bạc. Sau đó tiếp tục thêm vài giọt H4 đun nhẹ vào thì thủy phân xác thành glu và fructose. Glu và fructose thì trắng bừa bạc, chứ còn CH5OH thì không. Vậy đáp án đúng mình là đáp án này. Ok chưa? Live stream thấy mình đắm thấy chịu thôi. Sang câu 57 nè. Thế thì hot mất, ngày mai lên báo á. Chết. Nguyễn Thị Linh sai rồi không sao ạ. Một lần sai là một lần nhớ. Các em chú ý, với phương pháp học lý thuyết của thầy thì một lần em sai là một lần em nhớ lý thuyết thêm. Em đừng có ngại comment đáp án. Bởi vì khi em ngại comment đáp án thì chính lại một lần nữa em đã bị thụt lùi trước lý thuyết. Được chưa? Được chưa nào? Tiếp tục nào. Câu 57 nào. Sắc và glu đều có cái gì? Sắc và glu không thể phản ứng với NaCl được, vứt. Phản ứng với COOH là lần nhiệt độ thường tạo ra dung dịch màu xanh lam, đúng không? Đáp án đúng đáp án B. Ok. Câu 58. Saccharose có thể tác dụng với các chất. Câu này hay này. Ui giời ơi, câu này chết nhiều lắm. Các em thử comment đáp án cho nào. Nào. Khẩn trương nào, các em thử comment đáp án cho nào. Nào, các em thử comment đáp án nào. Câu 58 đáp án gì nào? Câu 58 đáp án gì đấy cả nhà nhỉ?
Thanh niên nào chưa xe thì xe thật nhanh lại về tường giúp thầy nhá. 58 đáp án gì đây nhỉ? Nghe vẻ khó và cứng phết nhỉ. 58 đáp án gì đây các em? 58 à? Saccharose có thể tác dụng với các chất nào? Saccharose thì có ăn được CO2 này là nhiệt độ không? Nó không có chó. Nó không có chó nên nó không thể tác dụng được với CO2 này là nhiệt độ. Vậy anh này bỏ, anh này bỏ. Vậy chắc chắn nó ăn được hydronicen bởi vì nó có nhóm chức ceton mà các em. Đúng chưa? Thằng này là CH3CH trong H4 đặc thì bởi vì nó có nhóm chức OH nên nó có thể tạo thành este. Được chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Ok. Đấy, rất nhiều bạn comment D đấy, NM thành chính xác. Các em hiểu chưa? Rất là dễ thôi. Bởi vì thằng saccharose không có chó nên không thể ăn được CH2 lần nhiệt độ được nhá. Nên loại A, B, C. Các em cần tinh ý mấy cái chỗ này. Các em cần tinh ý mấy chỗ này. Đấy, để lý thuyết của đề cực kỳ xoắn. Sắp tới sang phần mà carbohydrate trong đề thi đại học còn xoắn nữa. Còn xoắn nữa cơ. Nhưng mà cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ phải chiêm nghiệm từ từ. Đấy, bây giờ mình sang cái phần chia dạng bài tập nhá. Nào, sẵn sàng nào. Các thanh niên nào muốn chia dạng bài tập chấm cái xong sẵn sàng nào. Chấm cái thả tim các kiểu. Xong rồi xe lại về tường các kiểu đi, xong rồi mình sẵn sàng mình chiến đấu nào. Khẩn trương nào các em, cả nhà chiến đấu nào. Mình có dạng số 3 tối thứ tư nhá, 20 giờ chúng ta lại chiến đấu cùng nhau. Chúng ta lại sát cánh cùng nhau. Đấy, thủy phân sắc man. Thế ở đây khi thủy phân sắc man thì các em cần lưu ý. Ví dụ số 5. Thủy phân sắc man 1 kg sắc. Thế ở đây chúng ta cần lưu ý tí. Glu Fruc đều chung công thức là C6H12O6, phân tử khối bằng 180. Sắc man thì đều chung công thức C12H22O11, phân tử khối bằng 342. Được chưa? Như vậy để mình làm ăn cho nó dễ mà. Chú ý kg tấn đại yến coi như gam tính toán bình thường. Vậy đây mình có một thằng sắc thì thủy phân là một thằng glu cộng một thằng phru. 1 kg sắc, vậy thì có số mol sắc là 1 chia cho 342. Vậy suy ra glu cũng là 1 chia cho 342, phru cũng là 1 chia cho 342. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng đúng không? Ô, cái máy tính yêu quý của thầy đâu mất rồi. Các em bấm vào thầy giúp thầy khối lượng ấy. Em bấm máy tính giúp thầy đấy, thầy đi tìm máy tính. Ui cha này rồi. Máy tính nhiều xấu. Mình có này, 1 chia 3 cho 342, 1 chia 342 nhân với glu 180 bằng 0,526 kg. Thank you cả nhà. Đáp án đúng mình là đáp án D. Được chưa? D chính xác, rất tốt. Nào mình sang ví dụ số 6 này. Mình sang ví dụ số 6 này. Thủy phân hoàn toàn 62. Thank you cả nhà. Ví dụ số 6. Thủy phân hoàn toàn 62,5g dung dịch saccharose 17,1%. Sac. Ở đây chúng ta cần lưu ý tìm được sac nha. Mình có C% thì bằng M chất tan chia M dung dịch nhân 100 đúng không? Phần trăm đúng không? Và hoàn toàn đây mình tìm được M của sac chính bằng. Hello Quỳnh Nhím. Quỳnh Nhím xe về tường nha. Nguyễn Hoàng Minh Việt vừa rửa chén vừa học chất nha. M xác sẽ bằng 62,5 nhân với 17,1 chia cho 100 đúng không các em? Đây là M dung dịch xác đúng không? 62,5 nhân 17,1 chia 100 bằng. Ui. Xong rồi chia cho 342 ra số mol 0,03125. 03125. Được chưa? Thủy phân hoàn toàn. Xác thủy phân hoàn toàn. Chúng ta lưu ý này. Xác thủy phân hoàn toàn thì tạo thành 1 glu cộng 1 phru. 1 glu cộng 1 phru. Vậy ở đây mình có 0,03125. Em chưa học chương ST, học chương này thoải mái. Tất cả các chương của hóa học lớp 12 tách riêng nhau, tách rời nhau em nhé. Phru 0,03125. Hất đúp xe lại về tường chưa? Không vụt mông giờ. Vậy ở đây mình có hỗn hợp của mình gồm glu và phru. Chúng ta lưu ý glu và phru đều trắng gương. Glu và phru đều trắng gương. Glu bằng 0,03125. Phru cũng bằng 0,03125. Hai mà này đều trắng gương thì đều sinh ra bạc. Một glu sinh ra hai bạc, vậy sẽ là 0,03125 nhân 2.
Một phút cũng sinh ra hai bạc 0,03125 cũng nhân 2 tiếp. Vậy mình tìm được số mặt bạc. 0,03125 nhân 2 bằng nhân 2 nữa, bởi hàng này giống nhau. Bằng, được chưa? Nhân 108 bằng 13,5 gam. Nhìn rõ chưa? 13,5 gam. Ví dụ 6 đáp án B. Các bạn đã có đề rồi Phạm Thanh Phúc ạ. Các bạn theo dõi thì rất là kỹ. Nên là đề lúc nào thì up trước khi thầy live stream. 13,5 đáp án đúng đáp án B. Các em phải theo dõi thầy, phải đặt xem trước thầy để mỗi khi thầy đăng đề lên là các em có thể nhận được luôn nha. Ví dụ 7. Ví dụ 7 nào cả nhà. Ví dụ 7 nào. Ví dụ 7 nào. Hòa tan hoàn toàn 6,12 gam. Hòa tan hoàn toàn 6,12 gam. Hỗn hợp gồm glucose và sacrose. Đấy, hòa tan hoàn toàn. Các em thử comment đáp án ví dụ 7 xem đáp án gì nào. Các em thử comment đáp án xem ví dụ 7 đáp án gì. Ví dụ 7 nghe vẻ khó và chất đấy, không phải đùa đâu. Đúng không? Thử xem ví dụ 7 đáp án gì. Nào mình có. Ví dụ 7. Hòa tan 6,12 gam. 6,12 gam. Hỗn hợp gồm glu và sáp. Và trong nước thu dịch X cho X tác dụng với AgNO3 trong NH3. NO3 trong NH3. Thì thu được bạc. Mình tìm được số mol bạc 3,24 chia cho 108 thì bằng 0,03 mol. Kem lưu ý giúp thầy một điều. Sáp thì không trắng gương. Vậy chỉ có mỗi glu trắng gương thôi. Được chưa? Vậy mình có 0,03 này. Một glu cho ra 2 bạc. Vậy mình tìm được số mol glu bằng 0,03 chia cho 2 bằng 0,015. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng của sạc, đúng không? 6,12 trừ đi 0,015 nhân 180 bằng 3,42. Vậy khối lượng của sạc bằng 3,42. Đáp án đúng của mình là đáp án B. Bỏ. Đấy, chúng ta phải học những cái bài chia dạng như này. Chúng ta phải đi học từ dễ đến khó thì chúng ta mới làm được những cái bài kinh khủng được. Là mình có sang câu tiếp theo, câu số 59. Câu tiếp theo, câu số 59 nào các em. Các em cùng comment đáp án câu 59 này xem nào. 59 đáp án gì cả nhà nhỉ? 59 đáp án gì? Ở đây đang là phần mà chia dạng dễ nên thầy chưa có những câu mà gây tranh cãi nhiều. Sắp tới sẽ có những câu gây tranh cãi nhiều và lừa rất là kinh khủng. Nhưng mà các em cứ bình tĩnh, chúng ta đi học những cái phần này trước đã. Mình học kỹ những phần này trước đã. Chào Kim Ngọc, chào Mộc Ly. Hello các em. Các em comment đúng rồi đấy. Nào tiếp tục nào. Mình cùng chiến đấu nào. Mình cùng chiến đấu tiếp nào. Mình cùng chiến đấu vì màu cờ sắc áo nào. Mình cùng chiến đấu là vì học giỏi này. Thanh niên nào chưa xe thì xe được nhanh nhá. Câu 59, khối lượng xác cần để pha 500ml dung dịch 1M và mình tìm được nồng độ của xác. CM bằng N trên V. N bằng 1 đúng không? Bằng N trên V đúng không? Và hoàn toàn mình tìm được số mol xác. Số mol của xác chính bằng bao nhiêu nhỉ? 1 đến 0,5 bằng 0,5. Hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng của xác. 0,5 nhân 342. 0,5 mà nhân 342 thì bằng bao nhiêu? 171. Chào Nguyễn Minh Đức. Hello em. 171. Ok. Tiếp tục nha. Tiếp tục nha. Sang câu tiếp theo. Câu số 60 nè. Câu tiếp theo. Câu số 60. Câu tiếp theo. Câu số 60. Muốn có 2610 gram glucose thì khối lượng sacrose cần đem thủy phân hoàn toàn là. Đấy. Thế mình cần có biết một điều là một thằng sac thì thủy phân là một thằng glu cộng một thằng fruc. Vậy cần ra được gram glucose, mình tìm được số mol glu 2610. 2610 chia cho 180 thì bằng 14,5 mol. Vậy anh này là 14,5 này. Vậy ngay tức mình suy ngược lại xác, 14,5 nhân 1 chia 1 thì bằng 14,5. Vậy mình có 14,5 mà nhân với 324. Đúng không? Bằng 4 bao nhiêu? Sorry, xác là bao nhiêu? 342 nhầm. 14,5 nhân 342 bằng 4959. 4959. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Ok các em. Rất là dễ đúng không? Rất là dễ đúng không? Cực kỳ dễ thôi. Không có gì là khó khăn cả. Đây là những bài chia dạng rất là dễ. Mình luyện tập làm những bài dễ này để mình khủng hơn nhá. Mình sang câu 61 à. Mình sang câu 61. Đấy, thank you bạn Sơn Lê. Nào. Câu 61. Hòa tan 6,12 gam hỗn hợp glu. À câu này trùng với ví dụ 7 rồi. Hình như kết quả bằng 3,42 đúng không? Câu này trùng với ví dụ 7. Trùng ví dụ 7 các em ạ. Câu này bị trùng với ví dụ 7 nên chúng ta bỏ qua nhá. 3,42. Câu 62 nào các em. 62 đáp án nào. 62 cùng comment đáp án câu 62 xem nào. 62 đáp án gì nhỉ? 62 đáp án gì nhỉ?
62. Thủy phân hoàn toàn 3,42g sacrose. Thầy dạy có nhanh quá không các em? Hay là dạy như vậy là vừa đủ? Các em chấm cái nhá. Và chú ý là 20 giờ tối thứ tư. Tối thứ tư mình học tiếp bài sen và tinh bột. Ok. Câu 62. Thủy phân hoàn toàn 34,2g sắt. Sau đó tiến hành phản ứng tráng gương với dung dịch thu được khối lượng bạc thu được tối đa là. À, thế ở đây chúng ta có một chút sắt. Số mol sắt 34,2 chia cho 342 0,1. Thủy phân, bây giờ mình có kinh nghiệm rồi, bởi vì cả glu và phlox đều có tráng gương nên thu được hai thằng C6H12O6 luôn. Vậy 0,1 thì đu được 0,1 nhân 2 bằng 0,2. Chúng ta lưu ý một thằng C6H12O6 thì nó cho chúng ta ra hai thằng bạc. Đúng chưa? Vậy anh này là 0,2 thì này bằng 0,4. 0,4 mà nhân với 108 thì bằng 0,4 nhân 108 thì bằng 43,2. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. B. Bỏ nha. Mình sang câu tiếp, câu số 63 này. Mình sang câu tiếp câu số 63. 63 xem là đáp án gì. 63 xem là đáp án gì nào. Cho 13,68g hỗn hợp gồm sắt và man. 63 là 13,68g. 13,68g hỗn hợp gồm sắt và man. Tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3. Tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì các em lưu ý cho thầy, sắt là không có tác dụng AgNO3 trong NH3, chỉ có man tác dụng thôi. Được chưa? Thu được bạc. Số mol bạc bằng 2,16 chia cho 108 thì bằng 0,02. Chú ý, một thằng man chán được hai thằng bạc. Vậy mình có 0,02 chia cho 2 thì số mol man bằng 0,01. Được chưa? Số mol man 0,1 thì hoàn toàn mình tìm được số mol sắt, đúng không? Mình có này. 13,68 trừ đi 0,01 nhân 342 bằng chia cho 342 phân tử khối của sắt 0,03. Vậy số mol của sắt là 0,03. Vứt đáp án đúng đáp án B. Và man là 0,1, rất là dễ. Thanh niên là chưa xe này, về tường thì xe thật nhanh này về tường nhá. Không là thấy buồn đấy, thấy buồn thấy giận đấy. Buổi sau live stream ít ít đấy. Là mình có tiếp tục nào. Sang câu tiếp theo. Sang câu tiếp theo câu số 64. 64 này. 64 không biết đáp án gì các em nhỉ? 64 không biết chúng ta nên chọn đáp án gì đây nhỉ? 64 nghe vẻ hơi bị khó khó đấy. 64. Thủy phân hoàn toàn 100ml dung dịch đường maltose 2 mở thì thu được dung dịch X. Vậy mình có man. Số mol man là 2 nhân 0,1 bằng 0,2. Thì thu được dung dịch X. Một man này thu được hai thằng C6H12O6. Vậy mình cũng thu được là 0,2 nhân 2 thì bằng 0,4. Rất là dễ. Một thằng C6H12O6, kể cả là glu hay phlox thì không quan tâm, bởi vì cả glu và phlox đều có khả năng tráng gương mà, thì thu được 2 bạc. Số mol mình vừa tìm được là 0,4. 0,4 nhân 2 thì bằng 0,8. 0,8 mà nhân với 108 thì bằng 86,4g. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C. Ok nhá. Mình sang câu 65. Khó hơn một chút. Những cái câu của thầy là độ khó tăng dần, từ dễ đến khó. 65 nhìn này nhìn cũng phát hỏa. Nhiều bạn làm sai 65 lắm. Thế nên các em cùng thử comment đáp án, cùng thử làm thử 65 nhá. Thầy giảng từ từ cho các em nhìn nhá. 3,42g. 3,42g hỗn hợp gồm sắt và man. Thầy đặt số mol sắt là A, số mol man là B đi. Thầy có hệ phương trình luôn, đúng không? Thầy có một cái hệ phương trình luôn, hệ phương trình nhỏ nhỏ luôn, là 342A cộng 342B thì bằng 3,42. Được chưa? Thủy phân hoàn toàn thì một thằng sắt thì cho ta một thằng alpha glu cộng một thằng beta phlox. Vậy đây là A. Một thằng man thì cho ta hai thằng alpha glu, vậy là 2B. Vậy có nghĩa hỗn hợp này tương đương với việc là gồm glu A cộng 2B. A cộng 2B. Phlox là amon. Được chưa? Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với brom thì số mol brom phản ứng là 0,015. Các em lưu ý cho thầy. Phlox thì không tác dụng brom, vậy chỉ có glu. Glu ăn brom thì lại mol 1,1. Vậy có nghĩa A cộng 2B bằng 0,015. A cộng 2B bằng 0,015. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ tìm được
AB. 1 2 3 4 2 bằng 3 4 2 bằng 3,42 bằng 1 bằng 2 bằng 0,015 bằng 1 tầng 5 nhân 10 -3 5 nhân 10 -3. A bằng 0,005, B bằng 0,005. Được chưa? Đề bài nói nếu đem dung dịch chứa 3,42 gam hỗn hợp X. Đây. Tác dụng với AgNO3 trong NH3. Dư. Sát thì không có trắng gương rồi. Chỉ có man trắng gương thôi. Man cho ta 2 bạc. Vậy mình tìm ra được bằng 0,005 nhân với 2 bằng 0,01. Vậy mình tìm được khối lượng bạc luôn. 0,01 nhân 108 thì bằng 1,08 cả. Đáp án đúng mình là đáp án C. Rất là dễ kìa. Rất là dễ luôn. Được chưa? Ok nhá. Mình tiếp tục này. Mình tiếp tục sang câu số 66. Wow. Mình có đến câu 69 rồi các em ạ. Mình đến câu 66 rồi. Thanh niên nào chưa xe này về tường này xe nhá. Bây giờ mình sang câu 66 lại. Một câu cũng level cũng cao hơn rất nhiều. Và tí nữa thôi, chúng thầy sẽ phô chúng ta một skin. Là skin câu 67 rất là kinh điển. Skin câu 67 cực kỳ kinh điển. Thanh niên nào mà muốn học cái skin này thì phải chấm ngay lập tức. Sau đó xe lại về tường đi. Mình tí nữa thầy dạy chúng ta một skin kinh điển câu 67. Nhưng mà trước khi sang cái skin kinh điển câu 67, chúng ta phải làm câu 66 đã. 66 nào. 66 thủy phân hoàn toàn 6,84 gam sác. Sác này. Mình tìm được số mol bằng 6,84 chia cho 342. 6,84 chia 342 bằng 0,02. À tối nay không thấy con Liên Quốc Dân Nguyễn Thị Thu Thủy đâu. Công nhận đúng rồi. 0,02. Thà nào hôm nay thì cứ thấy thiếu thiếu. Thủy phân hoàn toàn thì thu được một anh Glu cộng một anh Farouk. Và anh này bằng 0,02. 0,02. Đấy, Đức nhớ rồi đấy. Vậy tách nó làm hai phần bằng nhau. Khi tách làm hai phần bằng nhau ấy, khi tách làm hai phần bằng nhau thì được có phần 1 sẽ gồm Glu 0,01 và Farouk 0,01. Cho tác dụng với AgNO3 trong NH3. AgNO3 trong NH3. Thì mình được này. Ra bạc đúng không? Một thằng Glu ra 2 thằng bạc 0,01 nhân 2. Một thằng Farouk ra 2 thằng bạc 0,01 nhân 2 nữa. Vậy cộng hai thằng này vào là bằng 0,04. 0,04 mà nhân với 108 thì bằng 4,32 gam. Loại 4,32 gam, 4,32 gam. Nhìn chưa? Tiếp tục tương tự phần 2 cũng như vậy. Cho tác dụng với brom. Dư thì các em cần lưu ý Farouk không tác dụng với brom, chỉ có glu thôi. 0,01. Thấy chưa? 0,01 nhưng mà nhân 32 á thì bằng 3,2. Đáp án đúng là đáp án rẻ. Nào 67 nào. Các thanh niên cùng comment thử cho thầy đáp án câu 67 xem nào. 67 đáp án gì đó? 67 đáp án gì nào? Nào thanh niên nào muốn thầy phô chúng ta một cái skin kinh điển, skin của câu 67 thì chấm một cái, xe lại mạnh mẽ lại về tường, sau đó rồi chúng ta cùng chiến câu 67. 67 một skin cực kỳ bá đạo. Các em lưu ý nhá. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Nhìn kỹ này. Nhìn kỹ với cái skin câu 67. 8,55 gam carbohydrate thì mình có glucose là 180 đúng không? Fructose 180 đúng không? Saccharose là 342 đúng không? Cellulose là 162N đúng không? Mình có này, lấy 8,55 chia 180, em nhìn nhá. Nghe vẻ ổn đúng không? 0,0475. Nghe vẻ ổn. Đúng chưa? Thế giả sử này, số mol glucose bằng 0,0475 này. Vậy tráng bạc thì nó sẽ phải nhân 2 lên. Rồi nhân 108 10,26 mà đây là cho 10,8 gam kết tủa. Đúng chưa? Vậy là cái thằng này sai. Vậy tương tự như vậy fructose cũng giống glucose cũng sai. Cellulose nhá, 162 này. 8,55 chia 162. Lẻ chưa? Lẻ toác. Vượt. Saccharose này, 8,55 chia cho 342 bằng. Thấy chẵn không? Thấy chẵn không? Một thằng này ra 2 thằng C6 và 12O6 nhá, thử nhá, nhân 2 này. Nhân 2 nữa này. 0,1 và nhân 108 này thì bằng 10,8. Thử đáp án chính xác. Đáp án đúng đáp án C. Rất là dễ. Rất là dễ. Thề với các em câu 68 này ối bạn sai. Không nhiều bạn chọn được đáp án đúng câu 68 đâu. Thử thách 75 bạn cùng đang tham gia buổi live stream của hôm nay cùng comment đáp án câu 78 của thầy xem là đáp án gì. Là thử thách đấy. Thử thách của hôm nay đấy. Các em cùng comment đáp án câu 78 xem đáp án gì. Thanh niên nào chưa xe lại về tường nhá. Nếu không là toi.
nếu không là toi đấy. Nào, câu 78 này, à câu 68 này. 68 đáp án gì các em nhỉ? 68 đáp án gì bây giờ? Nghe vẻ hơi khó và cứng. Nay tối thứ hai chắc là nhiều đứa đi chơi, đúng không? Chắc nhiều đứa đi chơi với gấu rồi. Thì biết. Nào, câu 68 đáp án gì? 68, 68 đáp án gì? Phạm Hát Đức, Hiền Nga, tỉnh thế à? Tỉnh vậy? Thưởng à, chịu thôi. Trinh Trần suốt ngày đòi thưởng. 66. 66 à? 66 đâu, 66 đâu? 0,01. Ừ, 0,01 nhân 160. Ừ sorry, câu 66 vừa nãy thầy tôi nhầm đáp án nha. 0,01 nhân 160 phải là C. Thank you bạn gì đó vừa nhắc thầy, cảm ơn em. Nào câu 68 à? 68 mới hay. Các em cùng quan sát câu 68 nhá. Các em cùng quan sát câu 68 xem các em bị lừa đâu nhá. Xem các em bị lừa sấp mặt ở đâu nhá. Nhìn kỹ này. Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol xác. Xác 0,02. Thì thủy phân hiệu suất là 75%, vậy nó là 0,75. Thì thu được hai thằng C6 H12O6, bởi vì cả thằng glu và rút thì đều trắng gương mà, nên thầy không quan tâm nhiều. 0,02 nhân 2 thì bằng 0,04. Thuận nhân nhân 0,75. 0,04 mà nhân 0,75. 0,03. Chúng ta lưu ý xác có dư nhưng không trắng gương nên không quan tâm. Tiếp tục đến man. Man cũng thủy phân với hiệu suất 0,75. Ra được hai thằng C6 H12O6. Số mol man ban đầu 0,01. Nhưng số mol man phản ứng, lưu ý số mol man phản ứng. Các em lưu ý cho thầy nhá. Ở đây hiệu suất phản ứng là 0,75. Vậy số mol man phản ứng bằng 0,01 nhân với 0,75. Vậy suy ra man sau phản ứng dư sau 0,01 trừ 0,01 nhân với 0,075 thì bằng 0,0025. 0,01 nhân 0,75 bằng này, nhân 2. 0,015. Vậy mình có hỗn hợp sau phản ứng. Hỗn hợp sau phản ứng là hỗn hợp dung dịch X đúng không? Dung dịch X sau phản ứng có thể gồm C6H12O6 này, 0,03 cộng 0,015 này, 0,045. Và man dư. Man dư trắng bạc mà. 0,0025. Trắng bạc. Một anh C6H12O6 ra 2 bạc. 2 nhân 0,045 cộng với một anh man dư 0,0025 nhân 2 nữa. Vậy kết quả của chúng ta nó phải là bằng 0,095. Rất nhiều bạn sai chọn nhầm ý D hoặc ý A ở câu này. Đấy, các em cần lưu ý nha, man dư trắng gương. Nhớ chưa? Khắc sâu chưa? Khắc sâu vào đầu chưa? Đấy, bao nhiêu bạn sai rồi? Sai chấm cái xong vỗ vai tay hoan hô. Wow, mình bị sai rồi, một lần sai là một lần nhớ, sau này sẽ không bao giờ bị sai nữa. Đúng không? Nào, câu cuối cùng của tối ngày hôm nay. Chỉ khi nắm lấy cơ hội rồi ta mới biết đó có phải là cơ hội của ta hay của người khác. Chuỗi livestream free của thầy liên tục vào tối thứ hai và tối thứ tư. Trong đó thì xen kẽ cùng với lớp live VIP của thầy, một tuần được học 4 buổi. Học cực kỳ kinh khủng ở trên nền tảng sách của thầy. Sách của thầy được các em xem và chuẩn bị xuất bản. Thứ hai nữa là các bạn được học lý thuyết cực kỳ kỹ và cực kỳ chất nha. Thanh niên nào muốn vào nhóm live VIP cùng thầy thì inbox về cho thầy để thầy hướng dẫn các em cái cách mà đăng ký vào lớp live VIP nhá. Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay, đề thi đại học năm 2012 khối B, và tối thứ tư chúng ta học sang tinh bột và sen nhá. Câu 69. Thủy phân hỗn hợp gồm 0,01 mol xác và 0,02 mol man. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,01 mol xác và 0,02 mol man. Trong môi trường axit thì hiệu suất là 60%. Đấy, thì lại tương tự mình có này. Chỗ này bây giờ mình làm nhanh đi. Xác này, số mol bằng 0,01 nhá. Man này, số mol bằng 0,02 nhá. Được chưa? Trong môi trường axit hả? Hiệu suất đều là 60% là 0,6 này. Một xác ra được hai thằng C6H12O6 đúng không? 0,01 nhân với lại 2 nhân với 0,6 thì bằng 0,01 nhân 2 nhân 0,6 bằng 0,012. Ok chưa? Một thằng man cũng ra được hai thằng C6H12O6. 0,02 nhân 2 thuận nhân nhân 0,6 bằng 0,02 nhân 2 nhân với 0,6 bằng 0,024.
Và chúng ta hoàn toàn lưu ý rằng là do là 0,6% nên chúng ta còn có thằng man dư. Man dư. Hiệu suất là 0,6. Vậy thì dư là 0,02 này trừ đi 0,02 nhân 0,6 này. 8 × 10^3 là dư 0,008. Hôm nào cũng học 20 giờ Nhung Trần nhá. Hôm nào cũng học 20 giờ và tối thứ hai và tối thứ tư. Vậy hỗn hợp của thầy sau khi phản ứng là gồm C6H12O6 này 0,012 cộng 0,024 bằng 0,036 này. Và man. À, hello Nhung Trần xem lần đầu, chắc là cũng có rất nhiều bạn xem lần đầu như em, nên là thầy rất mong muốn là các bạn như em share lại về tường để cho các bạn mà chưa học thầy bao giờ các bạn có thể biết được đến thầy nhá. Cảm ơn tất cả các bạn. Man dư là 0,008. Cho mình ra bạc. Một thằng C6H12O6 cho mình 2 thằng bạc 0,036 nhân 2. Một thằng man cho mình 2 thằng bạc 0,008 nhân 2. Vậy mình ra được bạc 0,036 nhân 2 cộng 0,008 nhân 2 bằng, được chưa, nhân với 108 bằng 9,504. 9,504 đáp án đúng, mình đáp án dễ. Ok, buổi live ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các em chú ý buổi live tối hôm thứ tư là buổi live chia dạng của thầy về bài cellulose và fructose trong sách đề của thầy là trang số 13 nhá. Các em chú ý là theo dõi vào 20 giờ tối thứ tư, chúng ta sẽ làm từ câu 70 cho đến câu số 104. Từ câu 70 đến câu 104 gồm rất nhiều dạng bài tập, thầy hướng dẫn cho các em. Đây nhìn này, rất nhiều đây, câu lý thuyết về cellulose, trong đó có dạng bài tập phản ứng thủy phân cellulose hoặc tinh bột. Cái phản ứng này, cái dạng này rất hay bị lừa, và có rất nhiều bạn đã bị lừa ở câu đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2000, minh họa đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 nhá. Đây này, và mình có dạng số 5 này, mình có dạng số 6. Tối hôm thứ tư thầy sẽ tra dạng hết toàn bộ phần cellulose cho chúng ta. Đấy chưa? Hẹn gặp lại các em vào 20 giờ tối thứ tư. Chào tạm biệt. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả. Nhớ xe lại về tường nhá.